Xin chào tất cả mọi người, mình là Nho đây. Hôm nay mình có một chuyến đi đến trung tâm thủ đô của Malaysia để lấy đồ từ một người bạn. Vậy thì mình muốn ghi lại những khoảnh khắc này để chia sẻ cùng với mọi người biết thêm nhiều về Malaysia, về trung tâm Malaysia đối với một số bạn thì chưa được đi du lịch ra nước ngoài ấy. Thì mình muốn chia sẻ để mọi người cùng biết thêm về Malaysia. Mọi người cùng đón xem video của mình nhé. Sau một hồi vật lộn trên xe buýt thì cuối cùng mình đã tới thủ đô của Malaysia, Kuala Lumpur. Bây giờ mình sẽ tìm đường để bắt tàu điện ngầm. Bắt tàu điện ngầm nữa. Tôi sẽ tiếp tục đi đến tháp đôi của Malaysia để gặp bạn mình nữa. Bởi vì hai đứa cũng chẳng biết một địa điểm cụ thể nào để gặp nhau dễ nhất thì có lẽ là nên chọn tháp đôi. Thì đấy là một địa điểm dễ tìm nhất mà có thể tìm bây giờ. Mình vừa mới rơi vào một tình huống trớ trêu, đó là mình mua vé là một đoạn đường ngắn nhất, nhưng mà giờ sau khi tới nơi để đi ra ngoài thì cái vé của mình không còn hợp lệ nữa, và mình lại phải trả thêm tiền để được ra ngoài. Bởi vì mình mua vé một đoạn đường ngắn nhưng mà lại đi một đoạn đường khá xa. Mình đã đến tháp đôi đây. Giờ không biết người chị mà từ Việt Nam mình gửi đồ qua là người ta đang ở đâu. Chắc có lẽ mình kiếm chỗ nào mát mát rồi gọi chị. Còn khung cảnh tháp đôi đây. Đấy, cao quá mà nắng quá. Nó hiện tại trời đang rất là nắng. Đây. Ra dịch dưới này để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn. Đây chính là tháp đôi của Malaysia nhá. Niềm tự hào của Malaysia đấy. Nắng quá. Nắng vãi chưởng. Đây. Còn thực ra bên trong của tháp đôi Malaysia nó là một trung tâm buôn bán, trung tâm thương mại. Nó bán rất nhiều sản phẩm. Đây. Tháp đôi của Malaysia. Ôi, chị. Em đang tính gọi cho chị. Chị cứ nên nhắc tên là chị. Phải chị nhắn ra là chị đang ở bên Sura kia. Xong là chị. Ồ, đây đây. Cuối cùng gặp được chị. Cái chị tính nhắn là chị qua đây rồi. Em đang chụp hình chứ tự nhiên thấy. Hay à. Em đi mình mà Vân. Vân nó không dậy được. Trời ơi. Bà nội này bà đi du lịch một mình. Đi xe buýt free hả? À. Sáng giờ đi được đâu rồi? Bà nội bà lầy. Bà nội bà đi du lịch một mình. Hiện tại thì trời nắng quá. Quay nó rất là chói. Tháp đôi.
chụp xong nha bà nội. Bà chụp đây, bà chụp riết rồi cần gì nữa. Bữa giờ chỉ có chụp được đâu, đi mình có chụp được đâu. Để em chụp cho. Nè. Tại 6S à? Tại thì quay phim có chống rung. Dạ. Không quá. Không một hồi này được làm photograph. Rapper. nó muốn chết. Nó không nào. Nắng quá. Bao nhiêu ghi chị về chụp full bộ nhớ? 64 ghi rồi. 64 mình ghi rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vô tháp đôi. Vì bên ngoài nắng quá. Lâu rồi cũng khờ. Lâu rồi không đi tháp đôi chị. Hình như hơn năm rồi. Hơn năm rồi mới đi lại. Với lại đi hoài cũng chán rồi thôi. Giờ cái monorail này cái gì vậy chị? Là cái xe lửa mà đi trên cái tàu này. Đấy thì cho tôi đi đeo. À. Cái tàu á. Hay quá. Mát quá. Wow. Ở phía trước sau bên ngoài cửa vô là sẽ có hai chiếc xe đua. Ê, cái này hình như xe mô hình đấy chứ nhỉ? Xe thật nó đưa lên đây. Sau đó nhìn hoành tráng quá. Bên trong sẽ là trung tâm mua sắm. Đi qua đường mình kìa. Hả? Cái này chỉ có đêm mới đẹp thôi, đêm nó có đèn nữa. Quay đang lên hình sống ảo. Bây giờ nó nhảy ra dịch vụ bán camera lens. Hồi xưa em thấy nó bán gậy chụp hình thôi. Giờ nó mới bán camera lens. Có hả? Giờ nó rầm rộ ghê. Hồi bữa em chưa thấy. Và đây là công viên phía sau của tháp đôi của Malaysia. Bước cao thầy. Khiếp. Mát quá. Mát. Chà, có cầu rồi, đẹp đấy. Ừ. Bên kia ô bê đấy. Ủa chứ hồi bữa chị chưa ra chỗ này à? Vãi. Có chỗ không nè, ở đây đẹp nè. Sao nhỉ? Ê, ngã đi. Ngồi chủ ngã đi. Đây là toàn khung cảnh của phía sau tháp đôi Petronas. Cao quá. Bên này nó có thứ nhạc lạ.
Bên trong này yên tĩnh nhỉ, im lắm, nước hoa không, đây có cấm chụp hình, nó cấm chụp hình nhưng nó đâu cấm quay, ví dụ nó cấm gì đâu, cấm quay mình chụp hình, cấm chụp hình mình quay. Bên này nó dễ lắm, không như ở Việt Nam, mình ở Việt Nam mình làm khó bỏ mà. Son đẹp không? Ôi trời. Thôi, mua đen cắt son. Son đẹp quá. Mà ở đồ ở đây mắc lắm. Hàng hiệu. Phải mua giảm giá là nó rẻ hơn xíu. Ăn uống ở dưới à? Nhà vệ sinh nhá. Đâu đây này? Đâu ta? Chị bảo đi tìm nhà vệ sinh mà. Vậy xuống dưới, xuống tầng dưới. Thang máy kìa. Đi thang máy chị. Qua bên kia, qua bên kia à? Đi thẳng. Ừ. Chả né ở đây lại cấm chụp hình. Gu xì. Đi xuống, đây. Vì đây là nhà thờ Hồi giáo nên nam nếu mà mặc quần ngắn á thì phải mặc váy như thế này, còn mặc quần dài thì họ mới có thể vào tự do. Còn nữa là phải mặc như thế này, tỏ lè tỏ lè. Em mà nhìn đẹp đấy. Cái thứ này nó cứ tụt tụt hoài. Cái chết nó. Trả váy cho người. Xong chưa?
nào có đẳng cấp. Thôi đi. Biết từ đây đi trên là sao qua sao đó. Chinatown. Lên lên bản đồ dò nhỉ. Đây là khu chợ tàu. Giày dép trong này cũng đẹp. Nhưng mà nó hay bị lỗi. Tàu hoa, tàu hoa. Chưa được. Chu thịt em bên nhà. Em chả biết nữa. Tàu khu quá, khu pha, tàu khu. Tàu pha được quá lắm rồi. Tàu hố, tàu hố. Tàu hố. Tàu hố. Chu. Em bên nhà. Đâu? Thế quầy. Thế quầy. Mổ, mổ. Bao mà. Tà bao. Có phô kỳ. Cái gì á? Em mua cho Vân mà. Thôi. Lạnh quá. Quá học ra. Quá cái con khỉ khô. Yes. Yes. Về nó trả tiền rồi. Thôi. Cảm ơn. Mua đi. Rảnh háng quá. Cái này yes. Cắt đi. Bà vài bữa bà hết sạch tiền. Đây kia. Dương nào? Ở đây bốn đường, ngã tư. Đi đi chỗ nào tìm cái lồng đèn cho mình chụp. Hay là đi ra bên kia. Từ từ. Không biết đây là cái món gì nhỉ? Hạt gì nhỉ? Thì cháy. Hay rang trước, rang này đi. Rang nào. À. Đây là phía trước của chợ tàu. Đấy. Bye bye chợ tàu. Sao bụi thế? Mới khen nó không có bụi. Có chụp hình không em chụp cho. Vừa rồi đấy chính là toàn cảnh của chuyến đi chơi trong vòng một ngày của mình. Và điều đặc biệt là khi mà mọi người bắt tàu điện ngầm á, nếu mà có gặp khó khăn gì thì hãy đến quầy counter service. Đấy là điều mình muốn nhắc đến trong video này. Và hy vọng mọi người sẽ thích video này của mình. Nếu thế hay thì hãy like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.